sẽ không cùng mọi người đứng trước gương và tập bài nữa, mà hôm nay mình có một lớp nhảy nên là mình muốn đưa mọi người theo cùng luôn để ghi lại, cũng như là muốn xem là một buổi học của mình thì sẽ diễn ra như thế nào. Thì mọi người đi cùng với mình nhé. Đam mê đi kèm với thực tập. Không, vẫn đẹp chị ơi, vẫn đẹp. Maria chỉ bị cái này vẫn bầm, đẹp. Mất bầm. Mất bầm. Đau cả lưng nữa. Trời ơi. À, mình đi đâu vai cổ vai gáy. Ôi giời. Bánh mì chấm muối á. Đắt thế. Nani?